Ở đây cũng có bán các loại chổi rồi dụng cụ để vệ sinh này, bạn có thể thấy. Đó, bán các loại chổi này. Rồi xô. Tuy nhiên có một số món giá đặc biệt là nó sẽ là 300 yên cộng với thuế nữa. Không phải tất tần thật tất cả là 100 yên. Ngoại trừ có một số các bạn yên tâm là cái nào mà ngoài 100 yên ra thì nó sẽ ghi đó, như mặt hàng này đi sẽ ghi là giá là 300 yên. Còn cái nào 200 yên nó sẽ ghi 200 yên, hoặc là 500 yên sẽ ghi rõ cho các bạn để biết là dễ tính tiền.